Khai mạc hội nghị đặc biệt các quan chức cấp cao nông lâm nghiệp lần thứ 18 tại thành phố Huế. Nhiều khu vui chơi dành cho trẻ em, nhiều công viên phục vụ nhu cầu giải trí của người dân được đầu tư xây dựng nhưng lại không hoạt động, đang gây nên sự lãng phí lớn. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thắt chặt các biện pháp quản lý người nghiện, người nghi nghiện ma túy trên địa bàn. Kính chào quý vị khán giả, cảm ơn quý vị khán giả đã cùng thức dậy với chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Xin được bắt đầu với những thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua tại thành phố Huế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khai mạc hội nghị đặc biệt các quan chức cấp cao nông lâm nghiệp lần thứ 18 cùng với các đối tác chiến lược là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, gọi tắt là AMAP ASEAN+3. Hội nghị với sự tham gia của hơn 150 đại biểu là quan chức cấp cao của 10 nước ASEAN, các lãnh đạo Bộ Nông lâm ngư nghiệp thuộc các nước ASEAN và các tổ chức quốc tế. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ. Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã nhấn mạnh vai trò của ngành nông nghiệp trong công cuộc phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng như mong muốn tăng cường thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ từ các nước trong khu vực ASEAN, đặc biệt từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc nhằm hỗ trợ hơn nữa sự phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh. Hội nghị AMAP ASEAN+3 tập trung thảo luận và thông qua một số nội dung ưu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp như khung chính sách của ASEAN+3 có liên quan đến thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp, các hoạt động hợp tác của AMAP ASEAN+3 như vấn đề an ninh lương thực, quản lý rừng bền vững, ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu, kiểm soát và quản lý dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Bên cạnh đó, hội nghị cũng thảo luận thống nhất chuẩn bị cho hội nghị AMAP ASEAN+3 lần thứ 19 tại Darussalam, Brunei trong năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh đã chúc mừng ASEAN+3 về những kết quả quan trọng đạt được trong chiến lược hợp tác ASEAN+3 giai đoạn 2016-2025 với rất nhiều chương trình, dự án, hoạt động nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp. Đồng thời đề nghị các quốc gia ASEAN+3 tiếp tục thúc đẩy hợp tác nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ và đổi mới trong nông nghiệp tại mỗi quốc gia. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Cái Vĩnh Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, trong sáng qua đã có buổi làm việc với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về tình hình kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2018. Cùng làm việc với đoàn có ông Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nội dung làm việc của đoàn giám sát tập trung vào việc đánh giá công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật của các cơ quan nhà nước có liên quan đến việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, sử dụng biên chế, tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, những hạn chế khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế tự chủ. Báo cáo của Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, tổ chức bộ máy hoạt động của trung tâm gồm 12 phòng ban, trong đó có 7 đơn vị chuyên môn và 5 đơn vị cấp 2, có 2 đơn vị tự chủ 100%, 1 phòng tự chủ 1 phần, 2 đơn vị cấp 2 tự chủ 1 phần. Từ 700 biên chế năm 2015 đến năm 2019 giảm còn 651 biên chế, trong đó 440 viên chức và 211 hợp đồng lao động 68. Thực hiện nghị quyết 01 của tỉnh ủy, từ đầu năm 2017, trung tâm đã xây dựng đề án đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh, thì đề án chưa tạo được tính đột phá. Hiện nay, trung tâm tiếp tục hoàn thiện phương án đổi mới, sắp xếp tinh gọn đầu mối từ 12 phòng ban xuống còn 9 đến 10 phòng ban, đơn vị và thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo lộ trình. Phần đầu đến năm 2025, trung tâm tinh giản còn khoảng 500 đến 550 cán bộ, viên chức và người lao động để đảm bảo hoạt động hiệu quả, phù hợp với vị trí việc làm theo đề án đổi mới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã kiến nghị với đoàn giám sát về những khó khăn vướng mắc trong việc sắp xếp tổ chức lại hoạt động của trung tâm như dễ thiếu hụt nguồn nhân lực có chất lượng để kế thừa công việc chuyên môn mang tính phức tạp, thiếu nguồn lực cho công tác trùng tu các dự án chuyển tiếp, dự án chưa hoàn thành khi nguồn vốn cắt giảm cho công tác đền bù giải tỏa di dân dự án Kinh Thành Huế. Năm 2019, trung tâm được giao kế hoạch thu 400 tỷ đồng, nhưng hiện nay lượng khách đang có chiều hướng giảm, tình hình thu gặp khó đạt được chỉ tiêu giao, nên đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh chỉ tiêu thu năm nay sát với thực tế, sớm thông qua đề án điều chỉnh phí tham quan di tích Cố đô Huế. Sau khi nghe ý kiến từ Ban Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ý kiến đóng góp và làm rõ hơn những vấn đề từ các thành viên trong đoàn giám sát,
trưởng đoàn giám sát ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm trong việc thực hiện đề án đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động theo chủ trương của tỉnh, Chính phủ để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, trưởng đoàn giám sát đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sớm hoàn thiện đề án vị trí việc làm, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, cũng như đẩy mạnh các hoạt động kêu gọi xã hội hóa trong công tác trùng tu di tích. Hội đồng Nhân dân huyện Nam Đông tổ chức kỳ họp không thường kỳ để báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri và kết quả biểu quyết của Hội đồng Nhân dân các xã về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Theo đề án sắp xếp các đơn vị hành chính, huyện Nam Đông có hai xã Hương Giang và Hương Hòa do chưa đạt hai tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số sẽ được sáp nhập dự kiến với tên gọi đơn vị hành chính mới là xã Hương Xuân. Theo báo cáo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân bất thường của hai xã Hương Hòa và Hương Giang, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đảm bảo khách quan minh bạch từ khâu lập, niêm yết danh sách cử tri, tổ chức hội nghị thông qua phương án của cấp trên đến khâu lấy ý kiến cử tri nên đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân hai xã phát huy cao tinh thần trách nhiệm của mình trong khâu tham gia ý kiến. Kết quả, xã Hương Hòa có 99,42% và xã Hương Giang có 98,2% so với tổng số cử tri được lấy ý kiến, đồng ý với đề án sắp xếp hai xã nói trên thành xã Hương Xuân. Như vậy, tỷ lệ số ý kiến cử tri tán thành bình quân của hai xã đạt gần 99%. Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 của tỉnh Thừa Thiên Huế khoảng 22.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo số liệu từ kho bạc nhà nước tỉnh, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đến ngày 15 tháng 7 mới đạt hơn 40% kế hoạch. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương đạt gần 52% kế hoạch, vốn chương trình mục tiêu quốc gia đạt trên 45% kế hoạch, vốn trái phiếu chính phủ đạt 100% kế hoạch. Dự kiến đến ngày 30 tháng 9, toàn tỉnh giải ngân khoảng 73% kế hoạch và đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, giải ngân cơ bản hết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019. Cũng theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến thời điểm này có 79 dự án có số liệu giải ngân dưới 30%, trong đó có 33 dự án chưa có số liệu giải ngân. Các dự án sử dụng vốn các chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương có số giải ngân thấp. Nguyên nhân được đưa ra là do một số dự án vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, không có mặt bằng để thi công, một số dự án vướng mắc trong khảo sát thiết kế, thủ tục thẩm định, lựa chọn nhà thầu. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khá nhiều khu vui chơi dành cho trẻ em, nhiều công viên phục vụ nhu cầu giải trí của người dân đang xuống cấp trầm trọng, có nơi không hoạt động. Tình trạng này không những không thực hiện đúng chức năng của công trình mà còn tạo nên sự lãng phí lớn. Lý do là hầu hết các khu vui chơi, công viên đều được quy hoạch xây dựng tại những vị trí trung tâm của khu dân cư. Công viên Trường An có vị trí ngay trung tâm phường Trường An, thành phố Huế, đang trong tình trạng bỏ hoang là một ví dụ điển hình. Những đường tàu bỏ hoang, rỉ sét, phế liệu chất đống là những gì chúng tôi ghi nhận được tại công viên Trường An, phường Trường An, thành phố Huế. Người dân ở đây cho biết, công viên này được xây dựng và đi vào hoạt động từ đầu những năm 2000 với các trò chơi dành cho trẻ em như xe lửa chạy trên ray, sân bóng đá, đu quay. Nằm ngay khu trung tâm của phường Trường An, lại nằm giữa ba trường tiểu học, trung học cơ sở của phường, nên khi mới được xây dựng, công trình này từng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm vui chơi lý tưởng của người dân và các cháu thiếu nhi trên địa bàn. Tuy nhiên, do thiết bị vui chơi nghèo nàn cộng với không có người trông coi, quản lý nên thiết bị hư hỏng. Vì vậy, khu vui chơi này dần bị bỏ hoang. Công viên này nếu như mà để hoang với thời gian khá dài thế này thì kể rằng lãng phí thật. Không có cái gì để mà đáp ứng, một là để cho các cháu, hai nữa cũng có một cái nhà văn hóa gì đó thì là tuyệt vời hơn. Nhưng mà thực chất đây có hơi lâu, để hơi đất đai để hơi lâu. Ở phương thì nói chung ở đây muốn cải tạo một cái nhà văn hóa. Điều thứ nhất là để cho các cháu vui chơi, giải trí, lành mạnh ở đây. Mà nếu không để hoang thì nên nhiều khi lại có những cái tệ nạn xấu nó vào đây, nó phải chích ví dụ thế, nó không hay lắm. Thì gì thấy bỏ hoang thêm cũng uống thịt, đúng ra là như rượu. Trong đấy mà nếu như giống như có một người mà họ đứng ra họ tổ chức làm một cái bể bơi hoặc là một cái trò sân thể thao, thể dục rồi chứ rửa cho những người già rồi trẻ em rồi thì cũng hay hơn. Thứ nhất cũng thu lại cho phương rồi là cho thành phố, thứ hai hành cũng sạch đẹp, với lại thứ ba có cái để trẻ em với người già người ta đến đấy người ta chơi hay hơn. Được biết, công viên Trường An nằm trên địa bàn phường Trường An nhưng do Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế quản lý. Việc hoạt động kém hiệu quả đã gây lãng phí quỹ đất,
bây giờ xem như là một nhà kho để vật liệu, thiết bị. Người dân phường Trường An cũng đã phản ánh lên chính quyền rất nhiều lần về thực trạng bỏ hoang công viên, rất dễ trở thành tụ điểm xấu. Nguyện vọng của phường là mong cả cơ quan chức năng giao công viên lại cho phường, qua đó chuyển đổi công năng sử dụng, xây dựng một nơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân trên địa bàn. Về công viên Trường An, thực tế thì hiện nay đang trung tâm công viên cây xanh đang quản lý. Và vị trí này hiện nay đang sử dụng để làm nhà kho, để một số cái vật dụng của công viên. Và quan điểm của địa phương thì hiện nay trên địa bàn của phường có 3 cấp học, từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Và trên địa bàn thì không có một cái điểm chung nào công cộng để cho người dân nói chung và các em thiếu nhi nói riêng. Do đó thì cũng mong muốn là công viên cây xanh cũng như thành phố là giao cái công viên này để cho phường quản lý và đưa vào hoạt động với cái mục đích chung là công cộng. Thực tế hiện nay trên địa bàn thành phố không phải phường nào cũng có khu vui chơi dành cho các em thiếu nhi, bởi để đầu tư mặt bằng, xây dựng, trang cấp thiết bị lên tới cả tỷ đồng, cộng thêm những khó khăn về quỹ đất. Thế nhưng nhiều năm qua, cả khu vui chơi tại phường Trường An lại đang bị bỏ hoang lãng phí, nhếch nhác, xuống cấp trầm trọng mà không được tu sửa. Chính vì vậy, việc đầu tư nâng cấp công trình, chủ động triển khai các giải pháp khắc phục, duy tu, sửa chữa tạm thời để trả lại điểm vui chơi khang trang, sạch đẹp cho các em thiếu nhi trên địa bàn là việc làm cần thiết, giúp trẻ em thành phố có thêm nơi để vui chơi, giải trí, thoát khỏi sự lệ thuộc vào mạng Internet như hiện nay. Chương trình Huế ngày mới sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức truyền thông với chủ đề An toàn cho phụ nữ và trẻ em và quán triệt chỉ thị 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Tại buổi truyền thông, cán bộ chiến sĩ, các chị em đã được báo cáo viên tuyên truyền những vấn đề về kỹ năng đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, phòng chống tệ nạn ma túy, vai trò của cha mẹ trong chăm sóc và giáo dục trẻ em, bình đẳng giới. Để thực hiện tốt hoạt động phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em đạt hiệu quả cao khi có trách nhiệm của cộng đồng, sự chung tay chung sức cùng tham gia của toàn xã hội. Cùng trong dịp này, đơn vị quản triệt chỉ thị 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Đây là những nội dung quan trọng mà mỗi hội viên phụ nữ cần tiếp thu để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ chuyên môn của mình. Mô hình bệnh viện vệ tinh tuyến huyện là chủ trương của ngành y tế mang tầm chiến lược nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mô hình này được Bệnh viện Trung ương Huế chú trọng với việc chuyển giao nhiều phương pháp điều trị kỹ thuật cao. Đến thời điểm hiện nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã ký kết hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật theo chủ trương của Bộ Y tế với thời gian 5 năm cho 3 trung tâm y tế, gồm Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy và Trung tâm Y tế huyện Phong Điền. Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tăng cường hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các trung tâm y tế tập trung các chuyên khoa ngoại sản, nội tiết, gây mê hồi sức cấp cứu, nhi khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị và một số lĩnh vực khác. Trong thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tổ chức nhiều lớp tập huấn đào tạo, cập nhật kiến thức kỹ năng thực hành cũng như cử cán bộ hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm trong điều trị các bệnh nhân nặng, trao đổi thông tin hai chiều để tạo nên sự gắn kết giữa Bệnh viện Trung ương Huế và các trung tâm y tế. Thông tin từ Sở Y tế Thừa Thiên Huế cho biết, từ năm 2020, đơn vị sẽ thực hiện đảm bảo hệ thống màng LAN và màng WAN hoạt động theo mô hình của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là một trong những nội dung liên quan để xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh gắn liền với đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, việc đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin trong các đơn vị nhằm đảm bảo đáp ứng đủ tiêu chuẩn và đủ khả năng phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Mục tiêu 100% đơn vị triển khai văn phòng điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc hành chính trên môi trường mạng. 100% đơn vị thuộc ngành ứng dụng hiệu quả hệ thống phần mềm dùng chung và phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác. 100% đơn vị khám chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến tuyến xã đều áp dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. Thực hiện triển khai bệnh án điện tử,
9 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử được trên 95% dân số và 100% đơn vị khám chữa bệnh đẩy dữ liệu khám chữa bệnh hàng ngày vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, tiếp tục triển khai các hệ thống thông tin quản lý tiêm chủng, bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm, quản lý người cao tuổi và các ứng dụng và hệ thống phần mềm chuyên ngành do Bộ Y tế triển khai. Hội chữ thập đỏ thị xã Hương Thủy phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 4 năm 2019. Đợt hiến máu tình nguyện lần này thu hút hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn tham gia. Kết quả đã tiếp nhận được 240 đơn vị máu để bổ sung vào nguồn máu dự trữ, góp phần cứu chữa các bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo. Như vậy, qua 4 đợt hiến máu tình nguyện từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã đã tiếp nhận được 1.046 trên 1.200 đơn vị máu chỉ tiêu năm 2019. Đặc biệt, tại buổi hiến máu, ghi nhận có rất nhiều người đăng ký tham gia hiến máu 350ml và 450ml. Đáng chú ý, có trường hợp ông Phan Sòng Hồng, sinh năm 1964, trú tại phường Phú Bài, không chỉ là người đầu tiên của tỉnh tình nguyện hiến 450ml máu, mà đây là lần thứ 39 ông tham gia hiến máu tình nguyện. Thưa quý vị, hiện nay, tình hình về tội phạm liên quan đến ma túy đang ngày càng trở nên phức tạp và có xu hướng mở rộng cả về địa bàn và đối tượng. Nhiều đối tượng tư chỗ là người nghiện hút do không được quản lý chặt chẽ đã trở thành những đầu mối trong đường dây vận chuyển buôn bán chất ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Các hình thức hoạt động tinh vi của các đối tượng đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, quản lý người nghiện, người nghi nghiện các chất ma túy. Nhưng những biện pháp quyết liệt được thắt chặt đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Theo thống kê của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 6 tháng đầu năm 2019, với nhiều đợt ra quân điều tra, phát hiện và xử lý tội phạm liên quan đến ma túy, toàn tỉnh phát hiện 51 vụ, bắt giữ 80 đối tượng, phát hiện thêm 300 đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, qua đó đẩy tổng số người nghiện và nghi nghiện hiện nay trên địa bàn tỉnh lên gần 1.200 trường hợp. Đáng chú ý, tỷ lệ độ tuổi nghiện ma túy từ 18 đến 31 tuổi chiếm hơn 80% và chủ yếu tập trung tại địa bàn thành phố Huế, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong khi đó, công tác kiềm chế, kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy bên cạnh những thuận lợi vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Trước tiên có thể nói rằng là cái đối tượng liên quan đến ma túy, tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy thì ngày càng gian manh xảo quyệt hơn, ngày càng hoạt động một cách là ngông cuồng hơn, bất chấp pháp luật. Cái khó khăn thứ hai nữa là chúng ta cũng phải nói đến cái hành lang pháp lý. Các cái văn bản pháp luật của chúng ta, những chế tài của chúng ta thì đang còn có những vấn đề. Rồi một vấn đề nữa là cái ảnh hưởng tác động của bên ngoài. Đấy, một cái khối lượng không nhỏ, cái số lượng không nhỏ thanh thiếu niên bây giờ là cũng liên quan đến tệ nạn ma túy, sử dụng hút chích, rồi thậm chí là các cái loại ma túy tổng hợp người ta sử dụng giống như là một các cái loại phương tiện để mà vui chơi giải trí. Nhằm đánh giá là đúng thực trạng số người nghiện và nghi nghiện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo 100% người nghiện, người nghi nghiện chất ma túy được áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục cai nghiện, điều trị phù hợp đúng quy định của pháp luật. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch 160 về việc tổng rà soát, thống kê và tổ chức biện pháp quản lý người nghiện, người nghi nghiện các chất ma túy trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc rà soát, thống kê người nghiện, nghi nghiện ma túy sẽ thực hiện đến từng hộ gia đình, khu dân cư, trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, cơ sở điều trị methadone, bệnh viện tâm thần tỉnh, trại tạm giam, nhà tạm giữ. Đây sẽ là cơ sở tham mưu để các ngành chức năng, chính quyền địa phương có phương án test, điều trị phù hợp cho các đối tượng ngay tại cơ sở, đồng thời xem xét để đề xuất sửa đổi một số luật phòng chống ma túy. Ban chỉ đạo 138 của tỉnh là cũng xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong cái công tác phòng chống tội phạm cũng như phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn bằng một cái kế hoạch rất là cụ thể, cái kế hoạch 160, tức là chúng ta sẽ đi tuần tự từng bước có lộ trình, tức là chúng ta khởi đầu bằng việc tổng rà soát lại các đối tượng nghiện, nghi nghiện và sử dụng ma túy trái phép. Trên cơ sở đấy chúng ta sẽ có cái lộ trình và sẽ có giao trách nhiệm cho các cơ quan ban ngành liên quan để đối với từng loại đối tượng, từng nhóm đối tượng thì chúng ta có những giải pháp gì để chủ động quản lý, theo dõi và chủ động phòng chống, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn. Theo kế hoạch, thời gian tổng rà soát, thống kê hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2019.
các giai đoạn lập hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy, lập hồ sơ cai nghiện, tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả rà soát người nghiện, người nghi nghiện ma túy, dự kiến hoàn thành báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 10. Bằng việc triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác quản lý người nghiện, nghi nghiện ma túy, tình hình tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy, hứa hẹn sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Do chịu ảnh hưởng của rìa phía nam giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ dịch dần lên phía Bắc, gió Tây Nam hoạt động mạnh dần, nên hôm nay ở Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 3 ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ. Chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 đến 75%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo cháy rừng, hiện nay ở vùng đồng bằng, Nam Đông và A Lưới đang ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Do nắng nóng kéo dài, độ ẩm rất thấp và không có mưa, nên đề nghị các chủ rừng, các hộ dân sống gần rừng có biện pháp phòng chống cháy rừng.